West sẽ quay trở lại với anh chị là giá sẽ cực kỳ rẻ luôn cho những máy pin, máy điện, máy cắt sắt, máy mài. Và đặc biệt hôm nay Hồng Duy sẽ review cái cặp máy được cho là nhỏ gọn hàng đầu của hãng The Watt, nhỏ gọn nhất luôn, nó nói nhỏ gọn nhất trên thế giới luôn ha. The Watt 750. Bây giờ Hồng Duy sẽ cùng anh chị test con máy này và khui con máy ra bên trong coi nó cỡ nào, mức độ bền nó ra làm sao, anh chị mình sẽ thấy giá rẻ hơn thị trường rất nhiều. Ok rồi, mài trước tiên là mài sắt cho anh chị coi, tùy đè ép luôn em, mạnh mẽ. Nói chung cái máy này rất gọn gàng, nó có tay nắm đồ đầy đủ ha, bắt tay nắm vô là mình chơi. Cái này gọn quá không cần bắt tay nắm luôn, nhưng mà nó có đầy đủ hết á. Đó, anh chị mình thấy là mài ép chút xíu, cắt đồ các kiểu cho anh chị mình coi, mà giá tương đối là ok, tốt, công nghiệp nha, chứ không phải là bèo bèo đâu. Thấy ok không? Mài ép thoải mái. Đó, vô tư. Còn đây là lắp cái lưỡi cắt gạch. Cái lưỡi này có mấy chục ngàn à, mà anh chị mình coi bữa nay Hồng Duyên test cho anh chị mình coi luôn nè, cắt đã lắm. À, cắt miếng gạch nè. Đó, anh chị mình thấy trên cái đầu lưỡi nó không có tia lửa, thấy không? Đó, cắt đá bóng kiến, đá hoa cương đồ á, này Hồng Duyên test nhiều rồi, nhưng mà nó xài cái lưỡi này ngon, vài chục ngàn cái thôi. Đó, láng mịn luôn nè, thấy không? Rồi cắt vô bê tông luôn, nói chung cái lưỡi này anh chị mình cắt đa năng, cắt bê tông, cắt gạch, đá bóng kiến, nhìn thấy nó ăn ngọt không? Đó, cái máy nhỏ gọn cầm tay thôi. À, thấy ngon không? Đẹp, thoải mái anh chị, nghe máy chạy không có yếu xuống không? Test đá hoa cương cho anh chị coi. Đó, anh chị thấy nhìn cái lưỡi cắt của nó ăn ha, rất ngọt, rất ngót luôn, mà không có văng tia lửa, anh chị thấy không? Máy mạnh cộng lưỡi cắt ngon nữa là ok, bao cho anh chị luôn. Test đè thoải mái luôn. Cái này mới là công nghiệp cho anh chị nè. Giá nó rẻ, ra cho ra khuyến mãi rẻ hơn Makita luôn á anh chị. Cắt ra đường cắt sắc nét. Anh chị thấy cái sản phẩm này cầm cắt nó rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Anh chị thấy rõ ràng ha, công tắc trượt nè. Ok ha, ép thoải mái. Đó, mà anh chị thấy nó nhỏ gọn không? Máy chỉ nặng 1,5 kg thôi, nhỏ gọn cực kỳ luôn. Công tắc trượt nó như vậy nè, công tắc đuôi nó như vậy nè anh chị. Rồi, êm ru. Đó, êm cực kỳ luôn. Hồng Duyên mở ra khui đây ra, đồ nó làm đã lắm anh chị ơi. Rồi, hai cái sản phẩm này Hồng Duyên sẽ giới thiệu cho anh chị. Một cái mẫu á, là đây là anh chị em thấy nè, DWE750S nha anh chị ha. DWE750S, S là công tắc trượt, mà DWE750T, T là công tắc sau đuôi. Đó, chỉ nặng 1,5 kg một cái thôi. Thì con máy này á, công suất của nó là 750W, máy nào cũng vậy. À, đường kính lưỡi cắt của nó là 100mm ha, cốt M10, và tốc độ của nó là 12.000 vòng, tốc độ cao. Nhưng mà anh chị mình cầm vô nè, đây, cầm vô nó nhỏ xíu rồi, thấy không? Rất là gọn, cầm bật dài, cắt rất là ngon. Công tắc trượt thì nó sẽ phù hợp cho nhiều anh chị, ví dụ anh chị có thể là cắt mài móc ổ khóa đỡ kiểu, thì tùy theo cái nhu cầu mình chọn công tắc trượt hay công tắc đuôi anh chị. Dây nguồn đây 2m mấy nè, thấy không? Đó, máy nó nhỏ gọn vậy anh chị mình nhìn ha, nhìn về bên ngoài cái công tắc đuôi hay công tắc trượt công suất đều bằng nhau. Dàn này á anh chị mình thấy nè, nó sản xuất tại Ấn Độ, thằng nào cũng vậy, nó sản xuất Made in Ấn Độ, tức The Watt là thương hiệu của Mỹ anh chị, nhưng mà nó sản xuất là bây giờ nhà máy đang đặt ở Ấn Độ, tại The Watt này xưa là Trung Quốc lắp ráp á, bây giờ nó dịch chuyển dần dần về Ấn Độ là khá là nhiều, khu vực châu Á mình nó sẽ đẩy về Ấn Độ. À, The Watt anh chị mình nhìn ha, thân nhỏ xíu nè anh chị mình thấy không, cái công tắc đuôi này cái thân tính ra còn nhỏ hơn nè, cái nào cũng vậy, cầm vô là ok, vừa tay luôn. Công tắc trượt á thì giá khoảng 1,350 triệu, nhưng mà đang giảm giá còn 1,50 triệu cái này thôi, 1,050 triệu cho máy công tắc trượt, và 1,150 triệu cho cái máy công tắc đuôi, tại công tắc đuôi giá của nó ấn định tới 1,400 mấy anh chị ha. Đó, chạy mình nghe làm thích liền. Đó, rồi cầm gọn, cắt bảo hành, đặc biệt là sẽ bảo hành cho mình 3 năm,
Trong những cái máy này nó sẽ đi theo đầy đủ cho anh chị phiếu bảo hành 3 năm của nó nè. Khóa mở là cực kỳ xịn sò nè, anh chị mình thấy nè, khóa mở nó nè. Đó, rồi tay nắm nó nè. Rồi ở đây anh chị mình thấy cái bảo vệ của nó nè. Đó, nó rất là dày dặn ha, nó làm đầy đủ cho anh chị hết. Về hình thức bên ngoài là như vậy, nhưng mà ở bên trong anh chị mình sẽ thấy nó làm nè, đây rất là chỉnh chu, từng con ốc từng vít, tất cả những vít này anh chị mình thấy vô lục giác sao nè, thấy không? Thấy không, nó làm cốt thép rồi anh chị mình nhìn không có chê được độ dày dặn của cái này nè. Đó, anh chị mình thấy nó nhỏ gọn nhưng mà nó rất là dày dặn nha. Cầm vô cái máy em bán cho nhiều anh thợ làm đá rồi, anh các anh nói rất là thích luôn đó. Những cái sản phẩm như thế này nó mới ra nhỏ gọn là cầm vô là thích liền. Về mặt dưới công tắc trượt của nó hồng nhiên khui ra cho anh chị coi như thế này, công tắc của nó như thế này, nó làm bát đồ nè ha, đầu dắt đồ nó làm ok nè ha. Rồi bên trong này anh chị mình thấy không, đờ quá nó đổ keo lại bích chịch luôn đó, coi như là không rung lắc, giảm như là hư mấy cái cuộn dây này, đổ keo mà nó khăn lại dày thì ba cái bụi đồ vô nó cũng không đánh trầy dây được. Rồi về bên trong về nội thất của nó anh chị mình thấy cái gô to của nó làm rất là đẹp và nó dài nữa, nó nhỏ thì nó chắc chắn nó sẽ dài. Bên dưới có cao su nè, cao su để nó che cái bạc đạn lại để giảm thiểu cái tình trạng là hư bạc đạn anh chị đó, bảo vệ chống bụi, thêm một cái bát chống bụi nằm bên trên này nữa nè, thêm bát chống bụi anh chị thấy không, bụi nè nó không có xuống đây được. Rồi cổ gốm nó đổ keo khằn bích chịch lại hết nè, cái này hồng nhiên mới vừa cắt nè ha. Chị nhìn cái đồ xịn là cái khoe này rất là quan trọng, cái cánh kiểu này nên cái gió đờ quát à, thương hiệu của Mỹ nó làm luôn luôn là cái gió, cái gió nó đẩy ra dữ lắm anh chị ha, nên cái cánh nó rất là sâu nè, thấy không. Rồi ở trên này là nói về vàng nhông, đây anh chị mình nhìn nó làm đẹp có gòn luôn đó, nhông thép rồi anh chị mình thấy nó làm đẹp ghê không đó. Bạc đạn đổ bên dưới anh chị đó, những cái kia thôi, khi bạc thao đồ mình chạy kiểu gì chứ tới giai đoạn nó cũng sẽ mòn, nhưng bạc đổ này nó trường hợp đó ít hơn. Nhìn anh chị thấy nhôm nó dày ghê không đó, nó làm nhỏ gọn vậy thôi nhưng mà nó cực kỳ dày luôn đó. Về trong ngoài là anh chị mình thấy như vậy rồi đó, thì giá có 1.050.000 cỡ. Em nói thật sự đây là một cái máy của những anh đi cài, cái này là cái máy đi cài nha anh chị. Rồi anh chị mình thấy á, nếu mà vượt qua đờ quát này anh chị muốn rẻ hơn thì anh chị mình có thể xài Stanley. Đờ quát là tất cả nó bảo hành 3 năm nha anh chị, còn Stanley như thế này nhỏ gọn như thế này thôi nó bảo hành cho anh chị mình 2 năm à, 2 năm rồi rút này ra. Hôm nay sẽ có rất nhiều sản phẩm anh chị ha, rất nhiều sản phẩm. Cái này là của đờ quát nè, cái chắn gió của nó nè anh chị, cái chắn gió nó nằm ở trong cái ở cái máy đó mất tiêu rồi. Đây nè anh chị, nó bình thường nó che lại vậy nè đó, chắn gió để làm gió và che bụi nè đó, tạo áp lực gió đẩy lên làm, anh chị thấy chỉnh chu không đó, sản xuất Ấn Độ nữa thì quá ngon ha, bảo hành 3 năm mà. Rồi cái máy mài đờ Stanley nó giá cả đó cực kỳ cạnh tranh này, 800 mấy chục ngàn đó, gần 900 ngàn, mà bây giờ Hồng Duyên bán cho anh chị 599 ngàn. Cái này Stanley, cái mã của nó là SG7001 đúng không. Rồi cốt M10, tốc độ của con này cũng là 12.000 vòng anh chị, và đá 100 mm ha. Con này thì nó vẫn sản xuất ở Trung Quốc nha anh chị, bảo hành 2 năm, tuy thương hiệu của Mỹ nhưng mà sản xuất là đời này nó vẫn sản xuất Trung Quốc, cũng nhỏ xíu về 750W nha. Thật sự với cái giá này anh chị mình thấy nó rẻ hơn những cái hàng nội địa của Trung Quốc luôn, mấy đồng chen DCA đồ này giờ bán khuyến mãi về giá nó rẻ hơn. Nên là anh chị mình muốn máy mài điện mà xài công nghiệp, đây ba cái mẫu sản phẩm này anh chị mua là cực kỳ rẻ rồi, 599 ngàn có một máy mài như vậy, 750W thấy không, bảo hành tới 2 năm thì anh chị mình nghĩ đáng mua không? Hoặc là anh chị đi cài công trình thì chơi cỡ như đờ quát, anh chị nhìn cái độ đẹp của nó là khỏi chê rồi, đúng không, không kể nào chê được. Rồi ok, tới cái máy khò của Stanley, anh chị thấy máy khò này nó điều chỉnh nhiệt từ nhỏ tới lớn nè đó, cũng 700 mấy 800 ngàn mà giờ khuyến mãi còn 599 ngàn ha, 599 ngàn là anh chị có số 1 số 2 về gió nè ha, điều chỉnh nhiệt ở đây nè ha, 600 độ anh chị ha, nhiệt của nó maximum 600 độ và ở đây là 2000W đó, anh chị thấy rẻ ha. Rồi nếu mà muốn tới máy mài cái cò sen, cứ hãng Stanley bảo hành 2 năm, hãng đều quát bảo hành 3 năm. Ở đây thì anh chị mình thấy một cái máy 1 tấc 25 đó, nó xài thì anh chị thấy cái mẫu này là chuyên về làm đá. Rồi những anh nào mà chuyên làm đá hay là làm đồ nặng đó, đá granite đồ các kiểu, thì anh chị chơi mẫu này đó. Thì anh chị thấy những cái mẫu này xưa mắc in China nhưng mà bây giờ nó cũng mắc in Ấn Độ hết trơn rồi, thấy không? Bây giờ dịch chuyển hết rồi anh chị. Đó thì cái mẫu này DW830, cái mẫu này bây giờ anh chị mình coi trên thị trường giá của nó là 2,5 triệu, nhưng mà Hồng Duyên đang khuyến mãi này có 1.850.000 thôi anh chị.
1.850.000. Mẫu này công suất nó lên tới 1.400W lận. Đó, công suất nó cực kỳ lớn luôn ha, hơn Makita luôn. Đó thì anh chị mua cái này bảo hành tới 3 năm với cái mức giá này là ok, ngon ha. À, đá một phi 125mm và tốc độ của con này là 11.000. Đó, để anh chị cắt mài đồ như làm những cái đồ lớn thì full mới anh chị, tất cả nó là hàng full mới, full hộp, full thùng. Đó là nói về máy mài điện, hoặc là anh chị mua máy khoan điện. Đó, máy khoan điện của The Watt thì con DW024 như thế này. À, bấm nhẹ anh chị mình coi cái tốc độ mượt của nó nè. Đồ The Watt nó mượt vậy đó. À, anh chị thấy nó đang từ từ, đôi khi mình đếm vòng luôn ha. Lăn nè. Mà nó im nữa. Rồi, nha. Thấy chưa? Rất im á. Bảo hành 3 năm. DWD024 công suất là 650W. Đầu kẹp maximum là 13mm, tốc độ điều chỉnh từ 0 tới 2.800 vòng. Đó thì cái đời này nó vẫn còn Made in China nha. Đó thì cái giá của nó là 1.1 triệu, bây giờ nó 1.5 triệu máy mà hầu như vẫn đang bán 1.1 triệu. Anh chị thấy với mức độ giá là con này rất rẻ đúng không? Rồi, thêm một cái máy điện nữa là một cái cưa gỗ và một cắt sắt. Đó, máy điện xong máy pin ha. Cắt gỗ như thế này anh chị, cắt gỗ như vậy là lưỡi 1 tấc 85. Cái model là DWE561. Công suất là 1.200W ha, công suất 1.200W. Đời này vẫn là máy in China. Tốc độ cắt là 5.500 vòng. Lưỡi cắt, đường kính lưỡi cắt là 185mm. Đây. Ví dụ như anh chị, như anh chị hỏi là 185 họ bỏ lưỡi 1 tấc 9 vô được không? Được, bình thường anh chị, tức là nó là 1 tấc 9 đấy. Tấc 9, tấc 8, tấc 85, tấc 65 anh chị bỏ vô được hết. Bỏ lưỡi hợp kim vô cắt sắt được luôn. Mà cái này nó là chuyên về cắt gỗ thì anh chị mình có thể cắt gỗ, cắt sắt, bỏ lưỡi cắt đá vô anh chị cắt vẫn được luôn ha. Đó, thì ở đây là có nghiêng độ 45 độ. Đó, anh chị nghe nó chạy êm không? Cực kỳ êm luôn á. Có lưỡi rồi cho anh chị đầy đủ luôn. Giá của nó cũng tính cũng có 2.300.000 anh chị. Bảo hành tới 3 năm mà anh chị thấy con máy cắt như vậy. Đó, liền lạc. Mà đời này nó làm gọn. Thay vì những cái đời Mỹ hồi xưa giờ nó làm rất là bự sự ha. Nhưng mà bây giờ nó làm sẽ gọn gàng hơn rất nhiều. Nếu mà anh chị mình không thích xài điện, mình có thể nhảy qua mình xài pin. Xài pin như thế này. Đấy, xài pin thì lưỡi 1 tấc 65 anh chị. Đó thì cái xài pin này giá nó là 2.900.000. Đó, xài pin ha. Này mẫu pin đó. Pin của The Watt là anh chị bỏ vô, The Watt nó có một loại chân màu ha. Rồi, nói về máy cắt sắt của The Watt thì anh chị mới biết đỉnh nhất của nó là con D287 2.8730. D287 2.8730. Con này vẫn sản xuất Ấn Độ và tốc độ cắt con này nó lẹ tới 4.200 vòng lận. Đó, 4.200 vòng về tốc độ cắt. Mà công suất của nó là 2.300. Anh chị biết những cái thương hiệu lớn toàn cầu mà công suất 2.300, tốc độ nó 4.200 là anh chị biết nó cắt thứ nhất là mạnh, thứ hai là cực kỳ lẹ. Đó, nên là hầu như thị trường chả thấy có con nào cắt sắt mà tốc độ lên tới 4.200 anh chị ha. 4.000, 3.900, 3.800 không ha. Đặc biệt chỉ có con này tốc độ lên 4.200 quá dữ, cắt ngon, độ chuẩn mực cao. Đó, giá nó là bây giờ nó lên tới 3.900.000 rồi anh chị, nhưng mà hầu như đang bán có 2.800.000 mà. Anh chị mình thấy không? Đó, hồi trước nó có 3.200.000 mà giờ nhảy lên tới giá tới 3.900.000 luôn. Mà hầu như vẫn còn đang ôm cái này giá khuyến mãi. Thấy không? Giá còn có 2.800.000 bảo hành 3 năm. Đó, tức là máy điện là bảo hành 3 năm. Với lại anh chị mình nhớ nè. Cái lưỡi cắt hồi nãy anh chị mình thấy hồng nhiên cắt không? Omega như vậy nè anh chị. Cái lưỡi cắt này anh chị bình thường mua đôi khi 100 mấy luôn, đúng không? Nãy thấy cắt à. Anh chị mình thấy cắt cỡ đó rồi nhưng mà nó chả có bị tróc sơn luôn. Tróc xi nó cũng chưa tróc. Nè anh chị mình thấy không? Cái me nó mỏng nè ha. Đó, cái me này của nó là một ly mấy ta. Cái me này nói chung rất là mỏng, không? Rồi đường kính nó là 1 tấc 1 nè anh chị. Nè, nguyên cái lưỡi nó như vậy nè. Bán lẻ cứ 85.000 cái. Anh chị mình thấy cắt ngon rồi vậy. Mua số lượng mà anh chị mình mua cứ mỗi lần 10 chục, bán rất là rẻ cho anh chị luôn. 650. 650 cho số lượng 10 chục một lần nha anh chị. Còn cứ bán lẻ như vậy cứ 85.000 cái ha. 85.000 cái như vậy anh chị. Cắt phải nói là ngon ha. Cắt đá, cắt gạch đồ ăn rất là nhẹ nhàng. Nên là thấy cái lưỡi này đảm bảo anh chị bà thấy đường cắt rồi, cái này là mua chắc luôn. Thấy không? Nhìn thấy cái này là mua liền, lưỡi mỏng để cắt nè, mà me nó dày nữa. Me nó nhiều anh chị ha. Rồi, ở đây là mình sẽ nói về tới máy pin nha. Hôm trước giờ là anh chị mình thấy hầu như không có giới thiệu cục pin Leadphone đúng không? Đây cục pin Leadphone nè anh chị. Đó. 999 DCD999 này là tốc độ nó lên tới 2.250 vòng phút. Chị em thấy không? Mà nó chạy êm ghê không? Đó. Cái anh chị mình xài con này, xài cái pin Leadphone này là nó đạt hiệu suất tối đa. Con này hình như là 126 Newton.
Đó, anh chị thấy nó có 3 số nè. Số 1 nè. Đó, rồi số 2 nè, ai vậy trời. Đó, số 3 nè, thấy không? Đó, ok, có các số trên này. Tốc độ nó trên này nó cũng lần lượt nó ghi nè. 450 vòng nè anh chị. 1.300 vòng nè, 2.000 vòng nói về chức năng quan sát. Nhưng mà khi quan bố đó, tốc độ lên 500 nè, 1.500 và 2.250. Anh chị thấy mỗi một lần thay đổi là nó sẽ có một cái nó khác, đúng không? À, tốc độ nó khác, thay đổi chức năng là tốc độ nó khác. Và chức năng bắn dít thì nó lại chậm nha. Anh chị mình thấy vậy chứ, chức năng bắn dít nè, chạy chậm gì à. À, càng lớn lên thì nó chạy mới lên ha. Cái này nó hay nha, tự động anh chị, càng lớn nó chạy hay. Tại vì gần này mấy mẫu này là mẫu đời mới, sau này nó làm thứ nhất là tiết kiệm pin ha. Đó, rồi giá 999, DCD 999 là 3.1 triệu. 3.1 triệu bảo hành 3 năm. Nếu anh chị nào có nhu cầu mà mua pin LED Vol kiểu như vậy nè, anh chị mình thấy cục pin này là 9A ha. 9A là cái cục pin mà nhiều người mua nhất, 60V 9A anh chị. Cục này anh chị mình thấy trên thị trường anh chị thấy 3.9 triệu đúng không? Tự nhiên đang bán 3.1 triệu. Pin của hãng thì bảo hành là 1 năm. Cái này là full mới của hãng, mới nhập về luôn anh chị. Tại gói này vẫn còn không có gói hội nghị nên hồng nhiên vẫn có một cái mức giá cho anh chị rất là tốt ha. Đã ha, nhìn cái này bỏ vô này chạy, trời ơi rút lỗi đâu là trùm luôn, ông cố nội luôn á. Thấy không, nhìn cục pin là thấy uy tín rồi đó. Rồi, 3.1 triệu cho cục pin. Pin dưới sạc của hãng thì bảo hành là 3 năm, ấy 1 năm chị, máy bảo hành 3 năm. Còn anh chị mua cục sạc 1104 như vậy ha, 1104 dòng ga 4A thì cục sạc này giá là 620.000. 1104 ha, anh chị mình sạc pin 4A, 5A đồ ok. Còn nhớ anh chị xài pin LED Vol đồ á là dứt cục sạc như thế này. 118 DCB 118 nè anh chị. Đó, đây thì ở đây anh chị mình thấy nó nói là đầu ra là 8A rồi. Thì cái cục sạc này giá bán cho anh chị cứ có 850 thôi. 850.000 ha. Cục sạc này sản xuất ở đâu đây không biết, hình như nhớ là cục sạc này giờ sản xuất ở Việt Nam luôn. Cục sạc này nè anh chị của đều à đúng rồi. Đó, Phi Hồng. Phi Hồng thay vì Hoàng Phi Hồng ở bên Trung Quốc nhưng mà anh này Phi Hồng của Việt Nam. Đó, giờ anh chị mình thấy cục sạc bây giờ đôi khi nó đặt nhà máy đâu sản xuất đó thôi, đều quá là toàn cầu mà. Rồi, ở đây anh chị mình mua cái bộ này nè. Cái bộ này là khoan xịn, bảo hành 3 năm. Anh chị mình mua bộ này 13 ly à, DCD 7781. Đó, thì anh chị mình xài ở nhà hay đi công trường có bộ này là ngon rồi. Hai cục pin 2A như vậy, một cục sạc đế có nguyên một cái thùng. Đó, ok. Như thế này mà giá cho anh chị chỉ có 2.9 triệu. Đó, cái này là nó bằng phân khúc hàng rẻ rẻ, hàng OEM đồ kiểu anh chị ha. À, như thế này không? Ngon rồi đó. Với cái mức độ giá này là 2.9 triệu, anh chị xài bảo hành 3 năm. Cầm cái máy vô là người ta biết mình chơi hàng xịn liền. 13 mili, 3 chức năng, 15 cấp độ trượt bắn dít, và một chức năng quan sát, một chức năng khoan búa. Máy chạy từ nha anh chị. Đó, hai pin một sạc luôn. Sạc sạc đế đâu đàng hoàng, tại full của hãng mà, đâu có adapter đâu mà lo đúng không. Đó, chạy từ luôn, ngon lành, 60 niêu. Đó thì với mức giá 2.9 triệu, anh chị khỏi đi kiếm chi cho mệt, kiếm hàng xịn xài luôn cho nó sướng ha. Đó, DCD 7781 anh chị. Rồi, cái máy mài, nếu anh chị mình xài cái máy mài ở đây nha, máy mài của DeWatt con này cũng đang khuyến mãi rất là tốt. Cái này là DCG 405 ha, xài vô cục pin LED Vol luôn. Tức là cái cục pin LED Vol này nó cũng hay cái là ví dụ như anh chị mình xài vô pin 20V là anh tự nó cắn cái chân 20V. Và anh chị mình xài LED Vol là những con máy lớn á, là tự động nó cắn 60V ha. Đó, anh chị thấy nè, máy này hơi bị lâu luôn á. Đó, giá có 2.150.000 cho cái thân này, full mới bảo hành 3 năm. Bảo hành 3 năm DCG 405 anh chị đá một tấc nha. Rồi, ví dụ như anh chị xài một cái máy bù lon 812 niêu thì anh chị mình sẽ có mẫu này, 812 niêu rồi. Thấy không? Đó, nó có số 1, số 2, số 3. Mà ở đây anh chị mình thấy có tắt đèn, mở đèn đồ có hết nè ha. Rồi số 1, số 2, số 3 là ở đây. Đó, băng dít. Rồi ví dụ như anh chị mình nhấn cái nó nhảy lên, nó quen nữa kiểu thì có hết nè ha. Đó, số nào cũng có hết trơn anh chị ha. Nên là anh chị mình dễ xài, ok, ngon lành luôn. Số 3, nói chung là 812 niêu nhưng mà nó chạy rất là êm anh chị ha. Nó chạy cực kỳ êm luôn. Mấy này tự động nó tăng công suất ha. Ổn tốc, chế độ ổn tốc tự động tăng công suất hết. Giá lần này chỉ có 3.3 triệu là anh chị mình đã có tới cái bộ máy mà 812 niêu lực xiết, lực mở của nó phải lên, cái này lực mở hơi bị lớn. Đó, ok, 812 niêu là lực xiết, lực mở lúc nào cũng cao hơn ha. Đó, xài pin LED Vol cũng được luôn. Rồi, giá nó 3.3 triệu, 850. Đó, mẫu này
DCF850 nhỏ xíu vậy thôi ha, cực kỳ nhỏ gọn. Với cái mức giá bán của con này cũng có 2.150.000 anh chị, 2.150.000 cho con 850 như thế này. Còn những mẫu mới là anh chị thấy nè, mẫu nhỏ xíu nè, mẫu này cũng nhiều người mê lắm đó, do nó nhỏ gọn anh chị, tí nậy chút xíu à, lúc đầu mới về mẫu này hot cực kỳ luôn đó. Rồi anh chị mình xài tới cái mẫu 860 là mạnh nhất ha, mẫu 860 là mạnh nhất của hãng luôn. Này là hình như 282 niêu, 282 niêu, 860 mà bán này giá cho anh chị cực kỳ bèo bọt luôn, 2.650.000, 2.650 DCF 860. Con này cực kỳ mạnh rồi, 282 niêu quá mạnh rồi anh chị ha. Mấy này hôm trước Hồng Nhiên review mấy mẫu này, muốn tắt đèn mở đèn có hết, 9 led lận của người ta có 3 led thôi, cái này nó tới 9 led luôn ha, đèn chùm 9 led phím bấm tất cả bằng cao su ha, nhìn nó lồ nó làm ha, ai mà xài vô những con máy này rất là mê. Đó, tốc độ nó lên tới 3.800 vòng mà lực của nó lên là đồ xịn, mà nó lên tới 282 niêu là anh chị biết dữ dằn rồi ha. Rồi một cái máy nữa là một cái khoan à, cái mẫu này là DCD 805 anh chị ơi ha, mẫu này là DCD 805. À, ok đều quá, giá nó chỉ có 2.850.000 DCD 805 anh chị. Đây mẫu nó sẽ là hộp giấy, những cái hộp này nó hầu như là nó sẽ làm tất cả là hộp giấy anh chị. Hộp nó như vậy nè đó, thì đầu của nó là 13 mm, 3 chức năng. Con này lực 90 niêu, lực 90 niêu, anh chị thấy làm giống mẫu 100 niêu của Đế Tông đúng không đó, nhìn mẫu là chỉ biết liền đó. Tốc độ độ nó là 2.000 vòng, maximum của nó là 2.000 vòng anh chị. Máy này chỉ nặng tầm ký 3 cái thân thôi đó, thì anh chị muốn chơi đồ xịn cho nó giữ luôn, cho nó ngon luôn, 3 chức năng nha, búa đồ đầy đủ, 2.850 cho đợi nè đó, đều quá đó. Thì hôm nay Hồng Nhiên giới thiệu anh chị cái chương trình vẫn là giá rất là tốt, với lại là review cho anh chị coi hai cái mẫu máy mài đó, nhỏ gọn nhưng mà nói về độ cài á, anh chị mình cầm cái máy lên mình sẽ cảm nhận được cái độ của nó chắc chắn cỡ nào, đảm bảo luôn. Xài này ai cũng thích đó, không ai chê được. Anh nào đã từng xài con đều quá 750S hoặc T750 thì anh chị mình có thể để lại comment bên dưới xem nó tốt hay không, nó êm hay không, nó ít nóng hay không nha, nó nhỏ gọn như thế nào, cầm chài nó liền lạc sao, thì anh chị có thể giúp cho Hồng Nhiên để comment dưới ha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều đã xem video. Anh chị có nhu cầu về sản phẩm nào liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên vào ban ngày ha. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp với anh chị video kế tiếp. Bye bye.